Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh về tội lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân. Theo thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1979, trú tại xã Đức Lâm, đã bị bắt khi đang lẩn trốn. Công an huyện Đức Thọ đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Oanh với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm ngoái, Oanh mua nợ thuốc Tân Dược một số công ty dược và các hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh đem ra thành phố Vinh, Nghệ An bán thấp hơn từ 20% đến 30%. Cuối năm 2011, do không có tiền trả nợ, Nguyễn Thị Kim Oanh đã lừa một số người trên địa bàn huyện Đức Thọ và các huyện khác cùng nhau góp vốn đầu tư mua thuốc Tân Dược đem bán sang Lào, thu lợi nhuận từ 30 đến 40%. Với thủ đoạn trên, Oanh đã lừa đảo nhiều người với số tiền trên 5 tỷ đồng, 1.000 đô la Mỹ và 13 chỉ vàng. Do không có khả năng trả nợ, ngày 16 tháng 1 năm 2012, Oanh đã bỏ trốn. Trước sự đấu tranh không khoan nhượng, tại cơ quan điều tra, Oanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo của mình. Hiện nay, Công an huyện Đức Thọ thông báo các nạn nhân do Oanh lừa đảo đến khai báo tại Công an huyện, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.